Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel của mình đây, Triệu Tử Đường Phố đây mọi người nha. Xin chào anh em, các bạn tại trên mình, Triệu Tử Đường Phố đó. Bạn ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa ở video cho anh em xem video, về đầu video anh em xem like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt quà, cập nhật tình hình quà các sự kiện chung với những game tại trên anh em vui chơi sự kiện thôi. Đầu tiên thì phải nói qua về cái vụ tính năng mới anh em. Ôi, từ hôm qua giờ tôi rất là mệt, đau đầu luôn anh em về tính năng mới này. Quá trời có nhiều câu hỏi, quá trời có nhiều comment, quá trời có nhiều thứ nói đến với tôi luôn trong vòng một ngày. Vì không hiểu sao cá nhân tôi và một số anh em nữa, tôi biết là một số người thôi chứ không phải tất cả anh em đều vào đường nhé. Bởi vì vẫn có một số bạn vào được và mấy bạn nói rồi, thì tôi xin nhắc nhẹ lại là cái tính năng Ngọc Vega mà hiện tại tôi đang vào được anh em, nó không vào chụp chờ lắm, đường lắm. Anh em xem clip tôi qua thấy chưa, lúc tối qua là không vào được anh em. Nhưng mà nói chung là nó kiểu có lúc vào lúc không, nhưng tôi chả biết giải thích thế nào. Đến chưa này em biết là con vào được không thì không biết anh em. Đấy, thì đây các bạn, đây nhiều anh em cứ ý kiến hỏi là anh ơi tính năng Ngọc này như thế nào, thì tôi đã tổng hợp cho anh em rồi. Level 82 thì để mở, và một level một cần một hero đạt 10 sao thì mới ấy được anh em. Ngoài ra thì cái quan trọng nhất của cái tính năng này ấy là anh em phải vào thử thách được boss đây anh em này, cái này mới là quan trọng nhất nhá. Bởi vì khi anh em đánh boss ấy thì cậu mới có nguyên liệu, đó là vụn đá quý anh em để mà ghép trang bị. Và hiện tại thì boss chưa mở anh em, có nghĩa là các bạn cũng như tôi thôi, tôi như các bạn chỉ được khác cái là không hiểu sao cái phiên bản tôi đang chơi thì đã có được cái tính năng này để review cho anh em xem trước. Thì và tôi cũng đã review qua anh em xem qua về cái tính năng này rồi đó. Đá thì nó chia ra bao gồm có cả hệ luôn anh em, nói chung là như gần như là chỗ bên nội thất anh em đây đầy đủ luôn. Ngoài ra thì có thêm rất nhiều thuộc tính anh em đó, tốc rồi công rồi thủ rồi pháp thương rồi các thứ đầy đủ luôn để anh em có thể mang chọn. Và mỗi món này nó sẽ bao gồm là 3-4 dòng chỉ số, thì cái này thì đợi ra mắt rồi chúng ta mới chơi cùng nhau được anh em. Thì cơ bản là nó sẽ ra mắt, và sau khi ra mắt thì tất cả anh em chúng ta sẽ cùng được chơi. Và hiện tại tôi chỉ review trước cho anh em xem qua thôi, chứ hiện tại tôi có vào đây thì cũng như các bạn thôi. Đấy, chỉ qua là sâu được qua cho anh em biết là thông tin về cái này như thế nào. Đây, anh em về chỉ số cơ bản là gồm 4 chỉ số ngẫu nhiên tùy theo vật phẩm chất của Ngọc, và giá trị một giá trị tương ứng bất kỳ. Thì cái này anh em cứ tưởng tượng nó cũng tựa như kiểu đồ nội thất đây anh em này. Đây, thì đây các bạn nhìn này, nó cũng tựa như kiểu đây anh em. Đồ nội thất này thì 3 dòng anh em nhé, nó sẽ tăng công này, máu này, quên, công không này, lục thức này, và tốc độ anh em. Đấy, đồ đỏ này. Đấy, đồ vàng anh em, đồ vàng thì chỉ có 2 dòng thôi. Đấy, và đồ tím này như là 1 dòng đúng không? Sâu đây, quên cái cho nó nhanh anh em, chúng tím, đồ tím đã để sâu cho anh em coi còn không nữa. Đây rồi anh em, đây đồ tím thì 1 dòng anh em. Đây, đồ tím thì 1 dòng, đồ này thì 2 dòng, sau đó thì lên đồ cạn đỏ là 3 dòng anh em. Thì cũng các bạn cũng có thể hiểu ngẫu nhiên như vậy, thì cái tương lai cái tính năng Ngọc Vega này của anh em chúng ta thế thôi. Khi các bạn chế tác ấy thì anh em sẽ được cái đá thì tùy theo anh em, chỉ số cơ bản là 4 dòng chỉ số ngẫu nhiên tùy theo phẩm chất của Ngọc. Nó nói là ngẫu nhiên thì theo tôi nghĩ là chắc là bắt đầu 1, 2, 3, 4 ấy, kiểu vậy. Thì bắt đầu Ngọc cao nhất nó sẽ được 4 dòng. Thì 4 dòng đấy sẽ là 4 dòng gì thì cái này là phải đợi sự kiện ra mắt anh em, bởi vì hiện tại game chưa ra mắt được cái tính sự kiện này anh em, bởi vì nó bây giờ chỉ mở tính năng này cho chúng ta vào xem thôi anh em. Nó tựa như kiểu bây giờ không khác gì khu vực luyện tập mà anh em được cái thấy tính năng qua lô đây anh em này. Đấy, nhưng mà các bạn có làm việc đâu. Thì đây tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chỉ như anh em, tôi may mắn là tôi được vào trước thôi, chứ đâu tôi thì cũng vậy thôi anh em, vào có làm được gì đâu. Đây, có đặt tướng vào có Ngọc đâu mà khảm anh em, không có Ngọc mà khảm, không có Ngọc mà trang bị anh em, không làm được một cái gì hết. Nên là tôi cũng không có rõ thông tin gì ngoài những cái thông tin đây tôi để cho anh em xem này. Đây, mỗi thuyền viên dùng Ngọc tương ứng với nghề của mình, có thể lựa chọn Ngọc phù hợp trang bị cho thuyền viên, nếu đủ điều kiện sẽ thêm chỉ số của bộ Ngọc. Những Ngọc thừa có phần trận chất có thể bán, đó là cơ bản thôi anh em. Đấy, tất cả là như vậy nhá. Đấy, sáng nay tổng hợp giải đáp gọi một lượt luôn về cái tính năng mới này, bởi vì từ hôm qua giờ quá trời anh em hỏi, toàn hỏi quay sao của anh có mà em không có, thì cái này tôi nói rồi, cái này tôi không biết tại sao luôn, cái này hỏi nhà phát hành thôi. Bây giờ một số bạn cũng vào được, trong đấy có tôi, thì con đấy có một số anh em cũng không vào được, thì rất nhiều bạn không vào được lại quay sang ý kiến là tại sao anh vào được rồi anh ơi tính năng đấy như thế nào. Đấy, chốt đơn lần nha anh em nhá. Là tính năng này hiện tại thì tôi cũng như các bạn, chỉ cái tôi vào chết thì tôi cũng đã review hết cho anh em xem rồi, toàn bộ thông tin tất cả những cái cần thiết để các bạn biết về cái tính năng này họ đã review hết cho anh em xem rồi. Giờ thì đợi nó ra mắt thôi anh em, và chúng ta sẽ nhiều chiến boss và nói nhẹ cái chiến boss này nhá. Rồi đây anh em, ba này thử thách boss này sẽ gồm boss khác nhau với đặc điểm riêng biệt, thuyền trưởng cần đội hình phù hợp để chiến đấu nhằm đạt được quả tốt nhất. Boss sẽ có vật phẩm tương ứng anh em, ngoài ra cung cấp thêm một vật phẩm đến cơ bản Ngọc. Thì cái boss này thì tôi nghĩ là nó tự tựa như kiểu boss thần thú đấy anh em này.
À, nó sẽ chia ra hệ như này anh em, nó sẽ tựa như kiểu boss thần thú này, chắc chắn là kiểu vậy anh em, theo tôi nghĩ là vậy. Đây là anh em cũng chuẩn bị tem độ dần để chiến thôi. Còn đâu ngày ra mắt tính năng thì tới điểm hiện tại thì chưa thấy nhà phát hành thông báo gì anh em. Đây, qua fanpage điểm qua luôn xem có sự kiện gì hot không anh em, hay là chỉ có mỗi trưa nay. Trưa nay thì có core đen dùng chung mới anh em nhé. Đó. Có gì? Quả gì đây? Zoro đã nhận thưởng hiện tại. À, sự kiện này anh em. Đang giờ tính giờ đẹp cộng dồn nhân phẩm một lúc nhận một dương 100k kim cương 600k tấm bia một Samsung để quay xe. Ừ. Đây gọi đây thông báo nhà phát hành anh em hot sắp xuất hiện tính năng mới thì các thuyền trưởng đây anh em thì nhà phát hành cũng chỉ lên bài viết thôi chứ cũng không hề nói là ngày hay là giờ bao giờ hay như thế nào ra mắt thì cũng không nói anh em, chưa có một thông báo nào cụ thể về cái tính năng này là ngày nào ra mắt hay như thế nào. Đây, tôi có comment trên này cho anh em xem qua đây đây cũng vì cái ảnh đây này, cái ảnh mà có mấy viên đá đây này, mấy ông hỏi xem là đá như thế nào. Hôm qua tôi giải thích cho đá này cũng là tôi lấy trên nhà phát hành có ghép vào cho anh em xem cho nó vui thôi chứ có đâu, hiện tại chưa có gì hết đâu anh em nhé. Đó rồi ơi, bỏ qua mấy vấn đề này anh em, lại một video hôm nay thì sáng nay thì cốt quà thì vẫn sự kiện mini game may mắn hàng ngày cho anh em nhé, ba phần quà đấy, giờ của nó cũng nhiều quá quên mất. Ok, vẫn thực hiện mini game may mắn 3 phần quà may mắn cho anh em, bao gồm mốc 100 và mốc 150 anh em nhé. Đạt like 150 và 100 thì thêm 2 phần quà là 3, còn không thì chỉ 1 phần quà thôi. Anh em tham gia thì 3 bước cơ bản tham gia: việc đầu tiên like và share video trên Facebook và dạng công khai, việc hai đăng ký kênh và thông báo kênh YouTube ủng hộ chúng tôi, và phần thứ ba bạn xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của bạn, quên xuống phần comment trả comment bất kỳ kèm theo tên Facebook anh em đã share video. Rồi qua nhóm các anh em, qua nhóm xem có gì hot được không, tôi quay trở lại anh em để kêu gọi các bạn. Chứ hiện tại anh em cũng nhắn tin qua nhắc tôi quá trời luôn, mà không cần các bạn nhắc thì tôi cũng phải lên ý kiến. Đây, đó là cái sự kiện anh em này, cái sự kiện này gì ta, sự kiện thám hiểm đảo hải tặc anh em, một trong những sự kiện mới nhất gần đây của nhà phát hành anh em đang xuất hiện các bạn. Đó là sự kiện web săn cốt rất là ngon. Sorry anh em, săn cốt không hề ngon, thật sự luôn, phải nói thẳng luôn là săn cốt không hề ngon. Chỉ ngon với những bác nào nạp tiền, thật sự là như vậy. Bởi vì chỉ có anh em nạp tiền thì may ra mới đổi được gift code Sanri, gift code Roro, rồi gift code Luffy. Còn lại anh em nông dân thì chỉ may mắn lắm, ông nào gọi nhân phẩm đỉnh cao thì ra được quả đặc biệt Robin Wallo thì gọi nhân phẩm thôi, chứ còn ngoài ra là không ngon tính gì hết, thật sự các bạn là như vậy. Nhưng bù lại thì chúng ta có một phần quà ALL rất là ngon các bạn. Đặc biệt là mốc cuối cùng anh em, mốc 1.500.000, 50m FP, 10k kim cương, một quyển AL1, một quyển AL2 kèm theo 50 mảnh Robin Wallo anh em. Thật sự rất là ngon luôn nếu mà chúng ta bỏ qua cái phần quà này anh em. Thế nên tôi mong rằng các bạn nên bỏ ra thời gian mỗi ngày, mỗi anh em vào cứ mỗi ngày 5-3 lượt. Đây mỗi ngày tôi vào 5 ạc đây anh em, 5-6 ạc đây, mỗi ngày cũng cố gắng thôi. Nhưng mà cũng không biết làm nào nên đây cũng nên kêu gọi anh em đừng có lười, các bạn chịu khó chăm chỉ anh em nhé. Ghét cô thăm ngàn các bạn ạ. Đấy, Genko thăm ngàn để cùng nhau hứng quả khủng anh em, quả ALL rất là xịn luôn. Và hiện tại chúng ta mới chỉ đạt được đi được 1/5 chặng đường thôi anh em. Nếu mà không nói quá thì gọi 1/4 cũng được anh em, bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có 400 rồi, gọi 1/4 chặng đường thôi rồi anh em. Đó, 1/4 chặng đường, chúng ta còn 3 phần nữa. Nên là mọi người cố gắng anh em nhé, chung tay góp sức cùng nhau để mà có thể đẩy mạnh được vấn đề này, để mà còn hốt quả khủng anh em. Đấy anh em, 2, 4, 6 phần quà anh em, 6 phần quà ALL server cực kỳ khủng luôn anh em. Đó, đây là mọi người chung tay góp sức để cùng sao săn 6 phần quà ALL server siêu khủng của game anh em nhé. Đó, đâu giờ thì về game đây anh em. Đó, hiện tại thì về game thì hiện tại qua cáp thì không có gì hết anh em. Sáng nay thì chỉ có event mini game may mắn cho anh em tham gia bên kênh thôi. Nó chưa nay bên kênh game nó ra cốt mới thì tôi thông báo anh em sau. Giờ thì quay trở lại đây thì chúng ta cùng nhau đi chiến vực thẳm anh em nhé. Tiếp tục, đây hôm nay có mấy anh em lại gửi item mới cho tôi chiến anh em. Rồi, giờ chúng ta sẽ chiến thử các bạn. Một tem phải nói là vô cùng hay luôn anh em, không biết là có mạnh không thì không biết anh em, nhưng mà thấy nhiều bạn giới thiệu quá thì tôi cũng test thử cái, các bạn nghe cũng hấp dẫn. Ok, ra trận nào. Đây là tem mà anh em giới thiệu tôi đi ở cái hải này, đây là quan được nữa không các bạn, nhìn thấy hoang mang quá, ôi rồi luôn chưa biết thế nào anh em, thấy ôi rồi rồi. Vâng, BG ra mạng bạn. Ui, giạt quá. Ui, giạt thế nhờ. Vâng, vùi dập không kịp ngóp, không kịp gì luôn anh em.
Đây, rất nhiều anh em mở sắp anh tâm anh sắp thử tem này tấn công xem thế nào. Ok các bạn, đây 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 đây, tem đây anh em, oánh đây. Hay là nó phải dính một cado, hồi sinh cado thì mình có cơ hội thì không biết anh em. Nó cứ nhầm cái cado mà nó giảm nộ thế kia thì làm được cái gì anh em. Úi trời luôn. Cố lên nào anh đô. Mình vụt không thấm không thốn luôn ạ. Hui. Ok bạn, chúng ta sẽ cố gắng để có một lượt để anh đô được hồi sinh, xem là anh đô được hồi sinh dậy thì có cơ hội không anh em. Trận này hôm nay là cado gánh tem nè, nếu mà cado gánh tem thì phải hồi sinh dậy. Ở đây rồi anh em, vừa là xong đây. Lần này cado được minh bom búp, có hồi sinh được không thì chưa biết. Vâng, và thoát luôn được lượt giảm nộ đầu tiên anh em. Anh đô nhà mình đâu, chuẩn bị ulti nào. Liệu đây sẽ là màn cứu vớt nhân phẩm hay không đây. Đây rồi. Tuyệt vời anh đô ơi. Ồ, quá tuyệt vời các bạn. Một pha búc đến từ anh Đô. Quá tuyệt vời. Ồ, một cho melee rồi anh em, quá đỉnh. Quá đỉnh. Một pha xử lý cắt kèo đến từ anh Đô, phải nói là cực kỳ gắt luôn các bạn. Vâng, lượt 2 đã đến, Big Mom lên đại nào. Nami. Úi xoài. Liệu Kado sống được không? Hắn sống rồi anh em, vụ nào? Kado lao vụ nào? Rồi, hay quá. Úi giời ơi. Ui. Toang đấy nhờ. Chưa gì lại thấy chữ toang rồi anh em. Ừ, nhưng mà đội hình này đánh có vẻ nghe cũng chất lượng anh em. Đó giờ thì còn mình rách hạn hán à. Ừ, cũng được anh em. Kinh nhà mình hồi máu cũng khỏe mà. Cái này không ăn được, không đây lại hòa ván hồi vốn bằng nhau anh em. Mình có đang nghi về vốn quá. Mình có đang nghi về vốn quá anh em. Tụi này thua rồi. Không đánh hết, không không hạ được kinh anh em hết lượt luôn. Nhìn thấy các bạn. Căng thế nhờ. Phải nói khá là căng luôn các bạn. Nếu bây giờ nếu mà bị bỏ cháu này ra cho gắp sần gang BG nhà mình vào thì sao anh em, liệu có cơ hội hay không? Vẫn là không anh em, bởi vì nhìn thấy cái đồ chưa được hồi sinh các bạn. Nếu nào có cái đồ hồi sinh thì mới được. Được hồi sinh lại không bị giảm độ cơ. Đấy này không cần. Ô kìa đấy. Ô kìa ngon anh em, thôi kệ, win là được rồi. Ok còn máu cuối thôi. Liệu có qua được không anh em? Thử luôn, tem này luôn. Được thì được không thôi nhá. Được thì không thôi anh em. Rồi hoàn tất luôn. Ok. Rồi video này kết thúc đây. Nào anh em gặp tiếp theo nhá. Bye bye mọi người.